xem Ngọc Trinh trắng tinh luôn. Đấy, em này thì nó vừa ăn xong rồi, cái mồm nó nhúc nhích à, chân nó nghịch nước nên nhìn nó hơi bị nhúc nhích tí mọi người. Đấy, đọc xuống đây cho mọi người xem. À đây. À, đây là cái dòng có lông dài trắng mọi người. Đấy. Rồi này. Rồi đó. Rồi chúng ta mọi người xem. Cái dòng này là cái dòng gọi là chó tuyết, dòng chó kéo xe. Nó cùng họ với cả Cookie, với cả Alaska mọi người. Đấy. Đấy là đẹp luôn. Dòng này thì khi trưởng thành nó khoảng độ 25 đến 30 kg. Rồi đó này thì chỗ nó rất to. Đấy, đấy. Nó cái chỗ này đấy. Mọi người nhìn cái biểu hiện của nó nhá. Đấy, khi nó biểu hiện như thế này là nó đẹp thành chỗ nó đổ vệ sinh. Nếu mà mọi người muốn huấn luyện cho muốn đi vệ sinh chỗ ấy, thì mọi người sẽ nhìn cái biểu hiện của nó này. Đấy. Khi nào mà nó muốn vệ sinh là nó có xem biểu hiện đấy. Và mọi người muốn nó đi vệ sinh ở đâu thì mọi người sẽ bắt nó ra cái vị trí đấy để mọi người cho nó đi vệ sinh. Đấy, thì ở đây là mình cho mọi người quay cho mọi người xem cái biểu hiện của nó. Thì là mình đang cho nó đi. Ở đây mình quay video cho mọi người xem nhá. Cái dòng cún này ấy, thì khi trưởng thành nó khoảng độ 20 đến 25 kg mọi người. Có những em to hơn thì nó có thể hơn được 25 kg. Đấy. Dòng này dòng lông dài và lông rất là bông luôn. Đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy lông đúng không? Lông nó rất là dày nên bọn này mọi người nuôi phải cho nó ở trong cái môi trường mát mẻ nhá. Chứ nó không chịu nóng đâu. Dòng này là dòng chó xứ lạnh mà. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bọn này nó cũng bọn này so với cái dòng Alaska của Cookie là cái dòng thông minh hơn hai loại đấy nha mọi người nhá. Sang nó thông minh hơn Cookie với cả Alaska đấy. Mọi người có muốn nuôi cái dòng chó kéo xe á, mà muốn con nào nó thông minh ấy thì mọi người lên nuôi cái dòng Sang này. Đấy, Sang là nó thông minh hơn hai đồng nghiệp. Alaska thì là được đánh giá là cái dòng có trí thông minh kém nhất đấy. Đó. Con này thì nuôi rất là thích, mọi người có thể nhuộm màu nó cũng được mọi người ạ. Cái dòng này, đấy, mọi người thấy nhuộm mà tai này, nhuộm mà đuôi này, rất là đẹp. Rồi, ngồi, ngồi, phải đó, ngồi đó, ngồi đó, ngồi đó, à, ngồi, ngồi đó. Đây, mọi người chơi với nó đi cho nó nằm ở sàn nhà nhá. Còn nếu mà mọi người khi cho nó đi ngủ ấy, thì mọi người không được cho nó thả ra ngoài đâu, không cho nó nằm đất. Bởi vì nằm đất nó sẽ ốm. Mọi người phải cho nó vào trong chuồng chứ không cho nó nằm ở ngoài đất. Đấy. Đấy, lông nhiều con này nó cũng nóng. À, cho nó ra được một mát. Con này nó rất là nghịch. Khi mà mọi người cắt móng của nó thì mọi người xem cái móng chân của nó này. Đây cái móng chân này. Nó sẽ có cái phần ở ngoài nó trắng và phần ở trong nó hồng hồng này. Mọi người cắt chỉ cắt cái phần trắng này đi thôi nhá. Bởi vì cái phần mô hồng hồng này nó sẽ bị chảy máu. Nếu cắt ra nó sẽ bị chảy máu. Đây bây giờ mình cắt cho mọi người xem nhá. Đấy, mọi người cắt cho nó sát đến cái phần hồng hồng này. Đó. Thấy không? Đây, lông chân nó hơi bị dài. Cắt nhìn quay nó hơi bị khó. Đó. Đấy, mọi người cắt cho nó thì phải chú ý nha. Chứ không là cắt vào nó sẽ bị chảy máu đấy. Nào, ngồi đi nào. Đấy. Ui. Này, mình cắt quen rồi, mình nhìn là bấm nó rất là nhanh. Nếu mà các bạn nào chưa cắt quen ấy thì chú ý nhìn cho kỹ rồi cắt nha. Đấy, nó ngồi này. Nè. Bây giờ ta cắt cái chân nữa. Nè.
móng xong cho nó. Nó ăn quả này nó lông trắng này, nó ăn mờ bẩn bẩn tí nào bắt đầu nó run nhất cho mọi người. Đấy. Cái xì xì này. Quả này khi nào nếu mà nó thay lông đi ấy, mọi người nuôi mà hay nó hay bị cú lông như thế này này, thì mọi người nuôi khi nào đến kỳ thay lông của nó đi, nó sẽ ra màu trắng tinh như thế này. Đó, trắng cả người. Rất là đẹp luôn. Đấy. Này. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video là sau của mình nhá. Bye bye mọi người nhá. À, cho lên đây cho mọi người xem. Rất là to ạ. À. Em này rất là mẫm mọi người ạ. Úi. Đẹp không? Rất là đẹp luôn. À. Bye bye mọi người nhá. Bye bye. Úi giời. Tắt nhá.